Chào mừng quý vị đến với chương trình tin tức Hoa Kỳ trong 60 giây. Sau đây là một số nội dung đáng chú ý. Ngoại trưởng Hoa Kỳ Rex Tillerson ngày 7 tháng 8 tuyên bố ông và người đồng cấp phía Nga Sergei Lavrov đã thảo luận rất nhiều việc cần phải làm liên quan đến quan hệ hai nước. Cuộc gặp bên lề thượng đỉnh ASEAN tại Philippines là cuộc họp cấp cao Nga-Mỹ đầu tiên kể từ khi Tổng thống Donald Trump ký ban hành thành luật các biện pháp chế tài mới nhắm vào Nga. Phó Tổng thống Mike Pence lên tiếng bác bỏ tin cho rằng ông có ý định ứng cử Tổng thống vào năm 2020 nếu Tổng thống Donald Trump không muốn tái tranh cử nhiệm kỳ thứ hai. Ông Pence lên án một bài viết trên tờ The New York Times là lố bịch và xúc phạm. Ngũ giác đài loan báo ba quân nhân Mỹ bị mất tích coi như đã thiệt mạng sau khi một chiếc máy bay trực thăng Osprey bị rơi ngoài khơi Australia trong lúc tìm cách đáp xuống tàu. 23 lính thủy quân lục chiến khác đã được cứu thoát. Đó là nội dung bản tin hôm nay. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.